Mày hôm nay cậu đang đánh trên Phú Thọ đấy. Ở đây con gó màu lân đẹp hả mày ạ? Còn thỉnh thoảng thì thấy mà lỗi cho mình che. Đâu ngọn tre? Chỗ thì ngọn tre luôn rồi. Thỉnh thoảng em mới thấy. Bởi vì nó đi đâu nó cũng thường xuyên như mấy con. Có thể đây. Nó vẫn đang cảnh xấu kìa. Đấy. Đây có chìa khóa. Trên ngọn chuối rồi. Thế đây, thế đây. Quay này bị ngược sáng. Bay lên đâu rồi đấy? Đây này, ngọn chuối đang này. Nhưng mà cái xoài chắc anh không bay thử.